Nếu bạn muốn ngôi nhà của mình luôn mát lạnh, đồng thời có thể tiết kiệm được điện năng, bạn nên dành một ít thời gian để tìm hiểu và chọn ra một chiếc máy lạnh phù hợp. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu những yếu tố quan trọng để có thể lựa chọn được một chiếc máy lạnh phù hợp nhất với nhu cầu. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về những yếu tố cần thiết khác. Trước hết, bạn cần lưu ý rằng để làm mát một căn phòng, chúng ta cần đóng kín tất cả các cửa để tránh tình trạng khí lạnh thoát ra ngoài. Khi đó bạn có thể ước lượng được diện tích phòng cần làm lạnh để chọn ra một chiếc máy điều hòa có khả năng làm lạnh phù hợp với nhu cầu của mình. Khả năng làm lạnh của máy điều hòa được thể hiện ở chỉ số HP hay còn gọi là chỉ số mã lực và BTU. Bước tiếp theo là chọn lựa một chiếc máy điều hòa hoạt động hiệu quả sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí điện năng cao nhất. Theo quy chuẩn này, bạn cần quan tâm đến chỉ số ER, chỉ số tiêu thụ năng lượng hiệu quả. Đây là chỉ số thể hiện mức năng lượng mà máy lạnh tiêu thụ để làm mát căn phòng và mức độ hiệu quả của việc sử dụng năng lượng đó. Bạn cần phải chọn chỉ số ER từ 9 trở lên. Thông thường, chỉ số ER càng cao thì khả năng tiết kiệm điện năng càng lớn. Đó là lý do vì sao mà chỉ số này lại ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện của bạn. Sau đó, bạn sẽ cần quan tâm đến những tính năng khác của máy lạnh. Có thể nó được áp dụng công nghệ ion, bộ lọc khử mùi, chức năng cảm ứng thông minh, chức năng định giờ hay sử dụng công nghệ inverter, hay còn gọi là công nghệ biến tần một chiều. Với những tính năng riêng biệt đó sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc sử dụng và hơn hết là sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều điện năng hơn.